Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Trời ơi, anh em hỏi về cái con này nó nhiều quá. Mà các bạn biết vì sao không? Nó ngon, nó rẻ. Đây là S10e. Và thực sự mình mượn mãi tại 7S mới có một cây. Nghe chừng sắp phải trả rồi, tại vì sắp hết hàng trên toàn hệ thống. Thế nên nếu như bạn nào muốn mua cho mình con S10e này thì liên hệ nhanh đến 7S thông qua link phía bên dưới phần mô tả video. Mức giá niêm yết thì là 15.990, tức là bằng mẹ con S10 khi mà giảm giá trừ quái các thứ rồi. Nhưng mà anh em hãy gọi trực tiếp đến hotline của 7S để mà nhận những cái mức chiết khấu khác nhé, hoặc là tham khảo cái mức giá cụ thể. Còn mình thì mình cứ lấy giá trên website, anh em cứ tham khảo đi. Thì thực sự đây là chiếc S, nó khiến cho mình có khá nhiều thứ thú vị luôn. Rất là khác biệt so với những chiếc S10, S10 cộng thông thường, mà nó gọn hơn, nhỏ hơn, mà thậm chí không có màn hình cong. Nó cũng có những trải nghiệm rất là khác biệt, và bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn dành cho các bạn sau đâu đó vào khoảng tầm nửa ngày và mình đã trên tay nhanh cái điện thoại này. Thì cái đầu tiên các bạn có thể thấy là, trời ơi, đặt cạnh so với S10 cộng thì các bạn thấy đi, nó thuộc dạng là mignon cute đáng yêu vãi cả trường luôn. Và bởi vì sao? Bởi vì cái màn hình của máy sẽ chỉ có kích thước đấy là 5,8 inch mà thôi, chứ không phải là 6,4 inch to đùng đùng như mấy cái kia. Và các bạn có thể thấy viền này, bên trên này, hai bên này, rồi bên dưới này, nó cũng rất mỏng. Thế nên cái tổng thể cái máy các bạn sẽ cảm thấy nó rất gọn gàng trong tay, và cầm nắm sử dụng cái điện thoại này, các bạn có thể sử dụng bằng một tay một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Rất đã ở cái chi tiết này luôn. Ngoài ra nó sẽ có vân tay ở bên phía nguồn. Nó không phải là vân tay siêu âm bên trong màn hình, thì đây là một cái điều mình tiếc nhất. Nhưng bù lại cái vân tay này nó thuộc dạng siêu nhạy luôn. Đây, mình chỉ cần chạm nhẹ vào bỏ ra, nhận luôn. Nó nhạy kinh khủng nhạy luôn. Kinh khủng nhạy luôn. Các bạn phải hiểu đây này, chạm vào. Thấy không? Tức là cái hiệu ứng để mà nó mở sáng cái màn hình này thì nó hơi lâu thôi, nhưng cái thời gian để nó nhận cái vân tay thì nó nhanh một cách kinh khủng luôn. Và nó siêu nhạy, siêu nhanh luôn. Các bạn thấy không? Ok, mình thử lại này. Trời ơi đấy. Nói chung là vân tay thì rất nhanh, nhưng mà nó rất tiếc là không phải ở bên trong màn hình. Và mình sẽ chê thêm một cái thứ nữa, đó là vị trí nó đặt quá cao, dẫn đến là đôi khi các bạn đặt sử dụng nó sẽ không thể nào tiện được bằng cái việc mà chúng ta để mặt trước hoặc để mặt sau. Thì các bạn cũng sẽ phải đánh đổi một chút mà thôi. Nhưng bù lại mặt trước của chúng ta thì lại quá gọn và quá đẹp luôn. Khi mà các bạn nhìn vào cái cụm camera bên trong màn hình như vậy thì nó cũng sẽ gọn gàng hơn so với cái việc đấy là camera kép như trên cái S10 cộng. Thì mỗi người một gu của cái điều này, mình cũng sẽ không bàn đến là nó đẹp hay là nó xấu, mà các bạn sẽ tự phụ thuộc vào nhu cầu của bản thân mà thôi. Mình sẽ bỏ qua cái đó và nói đến những cái thứ khác nhá. Rồi, đến phía mặt lưng của chúng ta sẽ là bằng kính, và chắc chắn nó sẽ có cái chất liệu khung viền bằng kim loại nhôm tương tự như S10 cộng, và mặt kính thì cũng tương tự kiểu như vậy mà thôi. Thực sự thì mình thích cái màu vàng cơ, nhưng mà rất đáng tiếc đấy là đợt đầu tiên như vậy thì chúng ta sẽ chỉ về cái màu gọi là đen như thế này mà thôi, và mình thì không thích cái màu này cho lắm. Đó, bám rất nhiều dấu vân tay, mồ hôi các kiểu, và nó in bóng rất là nhiều. Nếu như chúng ta có màu vàng nó sẽ trẻ trung hơn và nó sẽ đẹp hơn, năng động hơn rất là nhiều. Và S10e này, cái điểm mạnh của nó là nhiều màu mà không mang về Việt Nam, thì mình không hiểu là Samsung có muốn bán cái này ở Việt Nam hay là không nữa. Khá là đáng tiếc luôn. Các bạn sẽ vẫn có đầy đủ như là USB Type-C, sạc nhanh, jack cắm tai nghe 3.5mm, hay thậm chí những cái tính năng liên quan đến chia sẻ pin không dây này là có đủ hết, không thiếu bất cứ một thứ gì. Nói chung là S10e so với S10 cộng, nó sẽ chỉ rút gọn đi một chút về kích thước màn hình và cái màn hình hiển thị này mà thôi. Thì nó vẫn sẽ sử dụng cái công nghệ đấy là Dynamic AMOLED, và các bạn sẽ có độ phân giải đấy là Full HD cộng mà thôi. Thì thực sự với Full HD cộng ở cái kích thước màn hình 5,8 inch như vậy thì mình nghĩ là nó vừa đủ. Nó sẽ không thể nào nó quá ngon được giống như là 2K cộng trên S10 cộng. Nhưng mà các bạn cũng sẽ phải chấp nhận thôi, tại vì mức giá của sản phẩm này niêm yết là nó rẻ hơn. Thế nên là Samsung sẽ cắt bỏ đi một vài thứ, nó cũng sẽ có lý do của họ. Nhưng mà cắt bỏ trên thông số cơ bản là như vậy, chứ còn nếu như các bạn xem những cái video HDR như thế này, trời ơi, nó vẫn cứ phải gọi là phê lòi luôn anh em ạ. Nó đã cực kỳ đã luôn, xem rất sướng, rất thích. Nói chung là xét về cái giải màu tương phản, khả năng hiển thị của S10e thì mình cũng không có điều gì để phàn nàn, tại vì chất lượng hiển thị của nó đó là quá tốt. Rồi, đến thông số phần cứng phía bên trong thì các bạn sẽ vẫn có Exynos 9820, và cái phiên bản này của mình sẽ là 128GB và 6GB RAM. Đây là phiên bản mặc định và cũng là phiên bản duy nhất bán thị trường Việt Nam. Một vài những thị trường khác thì sẽ bán ra phiên bản 256GB với 8GB RAM, thì mình cũng không quan tâm đến cái đó nhiều, tại vì thực sự 6GB RAM với 8GB RAM và kèm với con chip Exynos 9820 thì nhiều bạn mà sử dụng kinh khủng lắm thì mới nhận ra sự khác biệt mà thôi. Chứ còn sử dụng thông thường kiểu Facebook, lướt web, chat cheat các thứ thì có lẽ là các bạn cũng sẽ chẳng nhận ra những cái thứ gì khác biệt nhiều đâu. Và bởi vì cái màn hình nhỏ của nó thì các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý đấy là cái lượng thông tin hiển thị
nó không được nhiều giống như là mấy con màn hình lớn hơn kia. Nhưng bù lại một cái đấy là các bạn sử dụng bằng một tay thì nó rất gọn gàng. Ui, em nào xinh thế? À, một cái cắt giảm tiếp theo nó chính đến từ cái camera của chúng ta. Khi mà các bạn sẽ chỉ có hai camera, không có cái camera tele, mà thay vào đó các bạn sẽ có một cái camera chính chụp cực kỳ ngon, giữ lại tương tự như là F10 cộng, và một cái camera góc rộng cũng giữ lại tương tự như là F10 cộng. Nên nói tóm lại là các bạn sẽ chỉ bỏ đi cái camera tele zoom 2x mà thôi. Và bản thân mình đánh giá thì hai cam này là đủ, tại vì các bạn vẫn sẽ có đầy đủ như là chụp hình xóa phông hay là chụp hình góc rộng, quay video super slow motion đầy đủ hết, không thiếu bất cứ một cái thứ gì. Nói chung là trải nghiệm thì tương đương, bỏ đi cái tele kia mà thôi. Mà thực sự tele bây giờ không xóa phông được nên là mình nghĩ cũng sẽ có nhiều bạn chẳng quan tâm lắm đến cái vấn đề đó. Và cuối cùng pin, các bạn cũng sẽ phải chấp nhận dung lượng chỉ là 3000 mAh mà thôi. Nhưng mà thực sự thì thời lượng sử dụng thực tế mình nghĩ nó cũng sẽ khá ổn, tại vì cái màn hình của chúng ta sẽ chỉ là Full HD cộng mà thôi, cũng như là con chip mới bây giờ 8 nanomet thì chắc là cũng đỡ tốn pin hơn một tí nếu như các bạn sử dụng thông thường. Còn nếu như các bạn chiến game thì chắc chắn là nó sẽ đuối về pin trên cái điện thoại này. Giá như chúng ta có dung lượng pin đâu đó ở tầm 3.300 hoặc 3.400 thì mình nghĩ trải nghiệm sẽ ngon hơn rất là nhiều nữa. Nên là nói tóm lại với S10e, thực sự thì đây là một cái sản phẩm khiến cho mình có rất nhiều trải nghiệm khác biệt. Ví dụ như màn hình gọn gàng, cầm nó sử dụng một tay rất là dễ chịu, vân tay bên ngoài siêu nhạy luôn, nhạy kinh khủng nhạy luôn, nhưng nó lại không thể nào ngon được bằng cái vân tay siêu âm nhúng ở bên trong màn hình giống như là S10 hay là S10 cộng. Bên cạnh đó thì nó cũng rút gọn đi khá nhiều thứ, ví dụ như màn hình độ phân giải thấp hơn hay camera thiếu đi cái camera tele, pin thì cũng yếu hơn đi một tí và RAM thì ít hơn 2GB. Mà trong khi đó với giá của cái sản phẩm này thì mình không rõ nó sẽ chênh nhiều hơn so với S10 hay là không. Thế nên thực sự nó vẫn phụ thuộc vào gu của nhiều bạn khác nhau đi mà thôi. Rất nhiều bạn mình biết là thích S10e bởi vì cái màu sắc của nó, cụ thể hơn như là màu vàng hay là màu cam gì đó. Nhưng rất tiếc là đợt này không về Việt Nam những cái màu sắc đó. Và có lẽ mình sẽ làm một cái video so sánh giữa S10e và S10 để xem được với cái mức giá chênh lệch thì liệu các bạn có nên mua cái điện thoại này hay là không, hay là các bạn mua luôn S10, chúng ta sẽ có một trải nghiệm tốt hơn. Ok, chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới về suy nghĩ của bạn về chiếc điện thoại này nhá. Và đừng quên là check giá tại Seonet, nhanh lên không lại hết hàng bây giờ. Mình sắp bị đòi máy rồi. Quá đắng luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.